Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức diễn đàn trực tuyến về đối thoại phát triển địa phương năm 2021 với chủ đề Thực thi mục tiêu phát triển trong trạng thái bình thường mới. Chủ trì diễn đàn tại điểm cầu Hà Nội có giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Dự tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tham luận tại diễn đàn làm rõ hai nội dung, đó là vấn đề quản trị thực thi trong bối cảnh chuyển đổi số và vấn đề cơ hội tăng trưởng xanh trong trạng thái bình thường mới. Các đại biểu cơ bản thống nhất, trạng thái bình thường mới đòi hỏi các địa phương phải thích nghi với những rủi ro ngày càng gia tăng trong quá trình phát triển, nhất là nắm bắt cơ hội trong thách thức. Đây là lúc cần tính đến những vấn đề phát triển kinh tế xã hội trong và sau đại dịch COVID-19, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương nói riêng và của cả quốc gia nói chung. Theo đó, phải nâng cao năng lực quản trị thực thi, đưa chính sách vào đời sống thực tiễn ở cấp địa phương, đó là việc cần xây dựng hệ thống đánh giá, giám sát khoa học, bài bản, minh bạch việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ. Tiếp đó là quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ, hệ thống thể chế, chính sách phát triển nhân tố con người nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Đồng thời nhất thiết phải đẩy nhanh quá trình tăng trưởng xanh để tạo ra nhiều dư địa phát triển mới, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế cũng như nhằm đạt được sự cân bằng hợp lý.